Xin chào anh chị, và hôm nay thì mời anh chị cùng chiêm nghiệm về tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Nữ mạng cung Tốn, mạng là thành đầu thổ. Thành đầu thổ tức là đất ở trên tường đấy. Cái mạng thổ này thì sẽ hợp với ngũ hành là hỏa, là thổ. Kỵ ngũ hành là mộc, mộc khắc thổ. Nói về màu sắc thì sẽ hợp với những màu thuộc ngũ hành hỏa và thổ, đó là đỏ, hồng, tím, vàng, nâu. Kỵ màu sắc ngũ hành thuộc mộc đó là màu xanh lục. Và cái tuổi Mậu Dần này thì có thiên can là Mậu Thổ, địa chi là Dần Mộc. Như vậy là Dần Mộc lại khắc Mậu Thổ, như vậy là sẽ có nhiều cái sự bất lợi ở trong cuộc sống. Và hơn thế nữa thì ở đây là một người nữ nhân, nữ mà lại sinh năm Dương thì một phần nó bất lợi rồi. Hơn nữa thì địa chi nữa khắc thiên can. Can sinh chi là thuận nhất, còn chi khắc can thì là xấu nhất. Như vậy là trong cuộc sống sẽ phải có những cái sự khó khăn, những phải trải qua nhiều cái thử thách hơn là các cái tuổi khác. Tiếp theo thì thiên can Mậu thì thuộc dương thổ, có nghĩa là đất đai rộng lớn, dài rộng, thịnh vượng, lại chỉ đất ở những bãi đê bồi có khả năng phòng chống sự tràn lan của sông suối. Đấy là Mậu Thổ anh chị nhé. Còn Kỷ Thổ là đất ruộng, đất vườn, đất để trồng trọt chăn nuôi. Còn Mậu Thổ, tính của người Mậu Thổ là chân thành, phóng khoáng, bao dung, trung hậu, tình cảm chân thực, thầm kín, thẳng thắn, lại thật thà, lại vừa thầm kín nhưng lại vừa thẳng thắn, lại còn thật thà. Còn tính cách của người tuổi Dần thì đại diện cho con hổ, chúa sơn lâm rồi. Ưu điểm của người tuổi Hổ đó là tính tình là mạnh mẽ, dũng cảm, độc lập, liều lĩnh, nhưng là người nhân ái, bao dung, đối xử với người khác là chân thành, thoải mái, thích giúp đỡ những kẻ yếu, sử dụng sự mạnh mẽ để che chở cho người khác. Trong tình thân và tình yêu thì đều dốc hết lòng mình để đối tốt với đối phương. Vì thế mà mối quan hệ với người tuổi Dần lúc nào cũng rất là giàu cảm xúc. Và với cái ưu điểm này thì cũng sẽ có những cái nhược điểm, đó là người tuổi Dần hay có tính đa nghi, nên đôi khi là hay mất bình tĩnh và khó kiểm soát. Và trong cuộc sống công việc thì rất dễ nổi giận và nhiều khi là nóng giận quá mất khôn, thiếu lập trường, nóng vội nên làm người khác rất khó chịu, từ đó dẫn tới cái hiệu quả công việc không được cao. Thì người tuổi Dần cũng nên chú ý kiềm chế cái sự nóng tính lại thì nó sẽ tốt thôi ạ. Bài thơ về tử vi chọn đời cho tuổi Mậu Dần như sau: số này sau ngắn trước dài, anh em thân thích lạc loài phương xa. Nếu mà sinh thuận mùa hạ tức là thuộc hỏa, hỏa thì sinh thổ, tức là được mùa sinh, thì ấy là sung sướng, khác thì lỗi ngay. Mùa xuân lối số chẳng mong, mùa xuân là thuộc mộc, mộc khắc thổ rồi. Vợ chồng chẳng hợp, duyên đầu phải xa. Đặc biệt là cung phu thê mà có tình duyên gặp phải tuần triệt thì chắc chắn là cái mối tình đầu nó chẳng đi đến đâu. Anh em xung khắc chẳng hòa, nói ra gây gổ tự nhiên dày già. Số tuổi tự lập gia đình, một mình toàn tính trăm đường tự do. Tuổi già y lộc hưng long, cây già kết trái những chồng phước dư. Tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Mậu Dần được giải thích như thế này: nữ tuổi Mậu Dần thì tính cách mạnh mẽ, tự tin, ưa khám phá, thích một cuộc sống sôi động. Khi còn trẻ thì có nhiều vận may trong học tập, đời sống tình cảm, gia đình thân thiết gắn bó. Thời trẻ thì có một mối tình đẹp. Nữ Mậu Dần thì cuộc đời dồi dào về mặt tài chính, sự nghiệp ban đầu gặp khó khăn, nhưng đến tuổi 30 thì lại rất vững chắc và phát triển. Cuộc sống về già thì may mắn, về tình cảm, gia đình, con cái sống yên vui, hạnh phúc bên gia đình. Tóm lại là nữ Mậu Dần là cuộc sống đôi khi gặp phải những cái khó khăn trắc trở, nhưng đa phần đều tốt đẹp, tình cảm thuận lợi, hôn nhân gia đình hạnh phúc, sinh con thì được hưởng phúc lâu dài. Trong sự nghiệp gặp nhiều may mắn, sau tuổi trung niên về già có vận may tài chính. Nữ tuổi Mậu Dần thì thường là thọ từ 72 đến 8 tuổi. Nếu tích nhiều phước đức, ăn ở thân thiện thì tuổi thọ sẽ được gia tăng. Ngoài ra anh chị chú ý nhé, sinh năm 1998 là Mậu Dần, thì sinh năm 1938 cũng là Mậu Dần, thì hai cái tuổi này cũng có thể chiêm nghiệm. Đặc biệt là các bà tuổi sinh năm 1938. Thực ra sinh năm 38 tôi nghĩ chắc cũng không còn mấy người đâu, tại vì tuổi nó khá cao rồi. Thì để chiêm nghiệm hơi khó, thì chỉ còn các bạn Mậu Dần sinh năm 98 thôi. Về mặt tình duyên thì tử vi tuổi Dần thì thấy những người sinh vào các tháng 4 và tháng 9 âm lịch thì trong vấn đề tình cảm gặp nhiều khá nhiều trở ngại. Thời còn trẻ thì có những mối tình đầu rất đẹp, nhưng do cái tính cách của bản thân rất là nóng hoặc các nhân tố bên ngoài tác động thì khiến tình cảm chuyển biến rất là xấu và đi đến tan vỡ. Sang cái độ tuổi 22 đến 24 thì nữ Mậu Dần mới gặp được người xứng đáng để đặt niềm tin. Và nếu ai còn đi học ở vào cái tuổi này thì cũng hết sức cẩn thận. Và sau kết hôn thì cuộc sống tuy gặp nhiều vất vả nhưng khá hạnh phúc. Và sinh tháng này thì có vận may lớn về con cái. 22 đến 24 nếu mới đi làm thì cũng chỉ đi làm được 1-2 năm thôi. Mậu Dần thì sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12. Thì những người này yêu sớm, có mối tình đẹp nhưng tan cũng nhanh. Và sinh tháng này thì Mậu Dần tính cách rất là mạnh mẽ, không quá bi lụy, vẫn vương khi chia tay. Trong cuộc sống hôn nhân và gia đình thì đây là những người khá là may mắn và tài chính. Tình cảm của họ bình thường nhưng lại rất có vận may về tài lộc. Còn sinh vào các tháng
3, 6, 7 và 11 thì đây là những người không những tài giỏi, lại rất thông minh và xinh đẹp, trong cuộc sống gặp rất là nhiều may mắn. Về tình cảm Mậu Dần thì sinh tháng này rất được lòng mọi người, từ khi còn trẻ được nhiều người theo đuổi, tình yêu thuận lợi may mắn. Đa phần những người này thì chồng tương lai của họ đều là những mối tình đầu, tức là tình cảm hôn nhân là thuận lợi ngay từ ban đầu, cuộc sống hôn nhân về sau hạnh phúc mỹ mãn. Còn về mặt gia đình và sự nghiệp thì cuộc sống gia đình lúc nhỏ thì có nhiều niềm vui, nữ Mậu Dần thì khá may mắn về tình cảm gia đình. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng được cha mẹ yêu thương chiều chuộng. Lớn lên thì có gặp chút khó khăn trong cuộc sống nhưng mà cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Còn sau hôn nhân lại khác, Mậu Dần cuộc sống hôn nhân đầm ấm và hạnh phúc bên chồng và con cái. Về già thì công việc được phát triển. Còn về mặt sự nghiệp, ban đầu mà khi bước chân vào xã hội thì có gặp nhiều khó khăn cản trở, công việc thì không thuận lợi. Nhưng chỉ cần chăm chỉ cố gắng nỗ lực thì sẽ đạt được những gì mong muốn. Và nữ Mậu Dần sự nghiệp thì có bước phát triển và đột phá nhất vào năm 30 tuổi. Đây là một cái dấu mốc cũng khá quan trọng cho người tuổi Mậu Dần. Và những năm sau đó thì không ngừng phát triển và có những cái vận về tiền tài. Để thuận lợi hơn cho cuộc sống thì các bạn nên chọn tuổi hợp chọn bạn đời, sinh con, hợp tác làm ăn thì nó sẽ thuận lợi hơn. Quý nhân của tuổi Mậu Dần đó là Sửu và Mùi. Thần tài là tại Tỵ, thiên mã tại Thân, địa chi hợp là Ngọ Tuất, Dần Ngọ Tuất tam hợp và Hợi là nhị hợp. Trong đó tuổi Xấu thiên can hợp thì là Quý rồi. Nếu chọn được Quý Sửu, Quý Mùi, Quý Tỵ rất là hay, Quý Hợi nữa. Và đặc biệt là ngũ hành mà thuộc hỏa thổ tương sinh cho Mậu Dần thì càng cát lợi. Còn tuổi Kỵ như sau: xung hình hại phá, Thân này. Kỵ là Kỵ tuổi Thân này. Đặc biệt là tuổi Thân xung nhau, hình là Tỵ và Thân, hại là Tỵ, phá là Hợi. Như vậy tuổi Thân là cực kỳ kỵ với tuổi Dần, dù là thiên mã thì con mã này về sau thành mã quẻ, mã cùng đường rồi là mã quay đầu, mã phản chủ không dùng được. Như vậy tuổi Thân là rất kỵ người tuổi Dần, vừa xung vừa hình. Tuổi thứ hai là tuổi Thần tài, đó là tuổi vừa hình vừa hại, mặc dù là vừa hình vừa hại tuổi Tỵ đấy, vừa là Thần tài nhưng vừa hình vừa hại. Thế về lâu về dài thì cái tài lộc này nó sẽ không bền vững, nó sẽ bị hình khắc rồi bị hại nhé, vì tài lộc mà hại nhau, vì tài lộc mà hình hình phá nhau. Hình đôi khi là hình phạt, hại là báo, hại tức là hại nhau đấy. Đấy, thần tài tài lộc thì nói chung cái vấn đề tiền tài này mà chia chắc không đều, không rõ ràng rành mạch thì dẫn đến những cái sát phạt nhau rồi hình phá nhau rồi dẫn đến hại nhau là cái chuyện bình thường, anh chị chú ý điểm này. Còn tuổi Hợi thì là nhị hợp rồi nhưng mà có phá thì cái mức độ nó rất là nhẹ thôi, nên chị chú ý các vấn đề này. Mậu thì hợp quý, Quý Sửu. Quý Sửu thì ngũ hành là thuộc mộc, mộc lại mộc khắc thổ cũng không cát lắm. Quý Sửu, Quý Mùi đều thuộc mộc. Còn Quý Hợi thuộc thủy, thủy lại bị thổ khắc, nhưng bị thổ khắc thì lại được lợi anh chị nhé. Tại vì mình khắc là người ta thì cái kết hợp làm ăn thì thường thường là mình sẽ ở phía trên dù có bất lợi. Còn hướng nhà hợp nữ mệnh Mậu Dần sinh năm 1998 cung Tốn để anh chị tham khảo. Đó là các hướng tốt là các hướng bôi màu đỏ ở đây. Là thuộc hướng sinh khí là hướng Bắc từ 33,5 độ tới 22,5 độ. Hướng Đông là hướng Phục Đức từ 67,5 độ tới 112,5 độ. Hướng Đông Nam là hướng Phục Vị từ 112,5 độ tới 157,5. Và hướng Thiên Ni là hướng Nam từ 157,5 độ tới 202,5 độ. Thì anh chị cũng tham khảo cái này, tại vì làm nhà lấy theo tuổi con trai là chính. Còn các hướng xấu đó là hướng Tuyệt Mạng này, hướng Đông Bắc này, hướng Họa Hại Tây Bắc này, hướng Tây là hướng Lục Sát này, hướng Tây Nam là hướng Ngũ Quỷ. Còn các ngày năm xấu mà tuổi Mậu Dần nên chú ý đó là những năm xung tháng hạn là năm Thân, năm Tỵ, năm Hợi này. Tức là Dần Thân Tỵ Hợi đấy, đủ cả luôn. Tại vì năm Dần là năm Thái Tuế rồi, năm Thân là năm Tuế phá, còn năm Tỵ là năm Hình hại, còn năm Hợi là năm phá rồi. Mặc dù có hợp nhưng có phá thì vẫn cần phải chú ý. Thêm nữa là những cái năm Tam Tài, năm Thân Dậu Tuất, như vậy năm Thân là cái năm rất là xấu đối với người tuổi Mậu Dần, vừa xung vừa hình vừa tam tai, thêm một cái hạn nữa là hạn Thái Bạch. Thì anh chị chú ý, và đặc biệt tuổi Mậu Dần nên chú ý nhất là vào năm Thân nhé, hình xung và tam tai. Một vài chia sẻ gửi đến tuổi Mậu Dần như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bài tiếp theo.